is all about. Tuyển Serbia bước vào loạt trận thứ hai vòng bảng ATP Cup 2020 bằng cuộc đối đầu với Pháp. Benoît Payet giúp Pháp vươn lên dẫn trước nhờ chiến thắng 2-1 trước Dusan Lajovic. Cách biệt được san lấp khi Novak Djokovic dễ dàng khuất phục Gael Monfils với tỷ số 6-3 và 6-2. Ở trận đánh đôi quyết định, Nole cùng với Viktor Troicki đã đánh bại bộ đôi Nikola Mahu và Eduard Roger Vasselang sau 3 set. Kết quả này giúp Serbia chính thức giành vé vào tứ kết. Tại bảng B, Tây Ban Nha chưa thể giành vé đi tiếp dù có được chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Uruguay. Lý do là bởi Nhật Bản cũng có thành tích 2 chiến thắng sau 2 lượt trận. Lượt trận cuối cùng giữa cả hai sẽ quyết định tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Kể từ sau thất bại trước Khabib Nurmagomedov vào tháng 10 năm 2018, Conor McGregor liên tục công kích võ sĩ người Nga để tìm kiếm cơ hội phục thù. Đáp lại mong muốn của gã điên UFC là sự thờ ơ đến từ nhà vô địch lightweight. Chia sẻ với Mark Live, McGregor cho rằng Khabib Nurmagomedov lo sợ đến mức lảng tránh trận tái đấu. Hắn ta chắc đang run lẩy bẩy, gã ta thực sự đang sợ hãi. Hắn không muốn tái đấu đâu, hắn muốn thua cuộc. Tuy vậy, mọi người đều muốn chứng kiến trận tái đấu này. Dana White muốn điều này vì tất cả chúng ta đều như vậy. Do đó, hắn ta có thể bỏ chạy nhưng không thể trốn được. Ngoài Khabib, Conor McGregor cũng tiết lộ đã điền tên Justin Gaethje vào danh sách những đối thủ tiềm năng trong năm nay. Vào ngày 19 tháng 1 tới đây, Conor McGregor sẽ đánh dấu lần trở lại lòng bát giác và trận đấu với Donald Cowboy Cerrone tại sự kiện UFC 246. Thắng lợi nhờ tính điểm trong trận tái đấu với Andy Ruiz đã giúp Anthony Joshua đòi lại 4 đại vô địch hạng nặng là WBA, WBO, IBO và IBF. Phục hận thành công, song chiến tích của Joshua không thuyết phục hoàn toàn giới chuyên môn, nhất là khi Andy Ruiz không còn là chính mình vì phát tướng. Theo Adam Smith, chuyên gia quyền Anh của Sky nhận định, Anthony Joshua không thể là tay đấm số 1 thế giới nếu đặt lên bàn cân cùng với Tyson Fury và Deontay Wilder. Ai sẽ là tay đấm trụ vững sau cùng? Không một ai có thể dự đoán được vào lúc này. Joshua là tay đấm hạng nặng số 1 thế giới vào lúc này ư? Theo tôi là không. Tôi nghĩ Tyson Fury đã đánh bại Wilder. Vì vậy, có thể danh hiệu số 1 thuộc về Fury. Tuy vậy, Wilder cũng có màn lội ngược dòng ấn tượng với hai pha knockout đẳng cấp. Bạn cũng có thể tranh luận Joshua là số 1. Đây là chủ đề lớn và mang tính đầy chủ quan. Kento Momota sẽ khởi đầu giải mới bằng việc góp mặt tại Malaysian Masters, giải đấu mở màn World Tour. Theo kết quả bốc thăm, tay vợt cầu lông số 1 thế giới sẽ chạm trán với Kashyap Parupalli. Nếu giữ vững phong độ hủy diệt như mùa giải năm ngoái, tấm vé đi tiếp khó lòng thoát khỏi tay của tay vợt người Nhật Bản. Theo nhận định từ Yoshike Nakanishi, huấn luyện viên của Momota cho rằng cậu học trò chưa phải tay vợt vô đối trong làng cầu lông. Ở Malaysia sắp tới, Nakanishi dự đoán Momota sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu chạm trán với tay vợt người Trung Quốk Shiyuki. Đối thủ lớn nhất của cậu ấy là Shiyuki. Cả hai không có sự khác biệt đáng kể về sức mạnh cũng như kỹ năng. Chuỗi thăng hoa của Milwaukee Bucks đã phải dừng lại ở chuyến làm khách trước San Antonio Spurs. Đội chủ nhà chủ động đeo bám ngôi nổ Giannis, trong khi ở khâu tấn công, DeMar DeRozan cùng với các đồng đội có ngày thi đấu thăng hoa ở vạch ném 3 với 19 lần chính xác. Sau 4 hiệp, đội bóng của Greg Popovich đã vùi dập bầy hươu với tỷ số 126-104. Ở trận đấu đáng chú ý khác giữa Philadelphia 76ers và OKC Thunder, ngón tay của Joel Embiid đã bị biến dạng sau nỗ lực ngăn cản Darius Bazley. Gặp chấn thương khá nghiêm trọng, song Embiid đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời để cùng các đồng đội của anh giành chiến thắng thuyết phục 120-113 trên sân nhà. Theo nguồn tin từ OnePV.fr, đội tuyển Dignitas đã tiến hành chiêu mộ thành công Forrest từ Ninjas in Pyjamas với một bản hợp đồng không được tiết lộ. Điều này cũng đồng nghĩa Forrest sẽ được đoàn tụ với những người anh em lâu năm là Freiburg, Six và Get Right. Với việc mảnh ghép còn lại là Wilfried Lahren đã giải nghệ từ năm 2015, vị trí còn lại trong đội hình của những người bạn sẽ thuộc về xạ thủ người Na Uy Horzer. Cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam được một fan dậy sóng với tin đồn Zeros sắp gia nhập VG Gaming và trở thành học trò của huấn luyện viên Koma. Nguồn gốc tin đồn xuất phát từ bức ảnh ngồi sau đường trên của VCS với cựu huấn luyện viên của T1. Tuy vậy, kiểu tóc và trang phục của Zeros hoàn toàn trùng khớp với thời điểm cùng Gam tham dự chung kết thế giới 2019. Ngoài ra, mạng xã hội Trung Quốc không đề cập gì đến thương vụ Zeros và VG Gaming. Nếu gia nhập LPL, khả năng cao bến đỗ của Zeros sẽ là Victory 5. Ở một diễn biến khác, theo lịch thi đấu của VCS mùa xuân 2020 vừa được ban tổ chức công bố, trận khai mạc sẽ là cuộc đọ sức giữa Flash và Evolve diễn ra vào ngày 31 tháng 1. Cũng trong ngày thi đấu hôm đó, Gam sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương trước đối thủ là Cerberus.